Cá kéo cần chạy mất tiêu luôn. Hình như sảy. Ớ còn. Chạy vòng vòng luôn á. Con này chất nước luôn rồi quá. Nào bạn. Cá chạy nè. Vô nó cười. Rồi hello, xin chào mọi người nha. Nay mình đi câu hồ sáu rô nè. Này câu giải trí, câu gần tay. Hồ này cũng lâu rồi mình chưa có vô. Nay vô câu lại coi thử thì sao. Thăm thứ sáu nè. Này là hầm rộng cá nè các bạn. Hầm để rộng cá nè. Còn hồ câu thì hồ này. Rồi, tới rồi nha. Rồi hôm nay mới sửa lại mới che đẹp đó. Thì có gà nữa nè. Rồi chú dính kìa. Ui ui dính cao rồi. Mới vô con người dính. Các bạn dính cá nè. Có tung. Lôi vô luôn, con này nhỏ chứ. Lôi luôn. Sáng giờ nhiều chứ chú. Mới hai con à. Hai con là được rồi. Các bạn bắt cá. Hồ này đặc biệt là phải bắt tay nha, không được dùng vợt. Đây mồi câu của mình đây. Thấy người ta lên cá mình cũng ham nè các bạn. Trên Tùng ơi, anh Tùng thích qua bên kia ngồi không? Thích qua bên gốc cây bên kia ngồi không? Hay câu ở đây thôi, câu gốc cuối này đi em. Mình quay phim mà mình nói ồn. Rồi theo câu của mình xong rồi nha các bạn. Lưỡi nè tới chì nè tới cái phào nè. Rồi mình tiến hành móc mồi nha. Hôm nay mình câu thì có trùng huyết nè, với lại nòng nọc. Hồ này chủ yếu có tre không à. Có vườn tay. Trùng huyết nè các bạn. Mình cứ móc về chừng nào đầy lưỡi thì thôi. Này các bạn, xong rồi nha. Giờ đánh mà. Này. Xúc ra. Tiếp Tùng coi em bắt cá này. Ghê các bạn. Chờ cá ăn thôi. Dính rồi nha các bạn. Dính anh Tùng ơi. Chạy quá trời chạy.
Ôi nhỏ xíu à. Cảm giác lắm nha các bạn. Êm luôn. Con này nhỏ xíu à. Rồi vô. Vô đi. Các bạn. Rồi lên luôn. Con cá đầu tiên. Ôi dẫm nát bịch mồi luôn rồi. Cá đầu tiên các bạn. Mới lên. Dính đuôi này. Dính vô râu vậy sao mà ra được. Chết rồi nha các bạn. Tùng cũng đang chơi game cũng không để ý. Ê trả. Hàng dính râu mà. Thì sao ra. Để mình gỡ nó nha. Gỡ về ra. Ôi hả con. Thì có cái rọ này. Bỏ vô đây đi. À. Tiếp tục nha các bạn. Đấy, cuối cùng cũng có cá rồi. Rồi móc mồi đánh tiếp. Ôi. Chờ cá ăn thêm nha các bạn. Rồi mới nhóm cần mình nữa các bạn. Chơi tin được không? Vô con. Cần con vuốt luôn rồi các bạn. Bự đâu bự, chưa thấy đâu kêu nó bự. Xào xào. Cảm giác quá. Vô con. Núi núi. Chạy dữ con. Rồi vô đi. Mệt rồi. Thằng kéo nó vô luôn. Ừ. Đôi con nãy hả? Nè bạn. Dính râu nữa. Nè bà cho bứ. À, cho bá. Em thấy nó ăn ăn lại nghi cái gì. Nè bạn. Cậu vàng đây. Cậu vàng. Nè bạn, con hồi sáng.
này bự gấp đôi luôn á. Tuyệt vời nha. Thôi tiếp tục. Mới giật sảy cái các bạn. Buồn và rầu luôn. Chơi mà thả ếch nè bạn, mấy con có một chân luôn rồi. Chút xíu mình sẽ thử mồi nồng nặc nha. Bạn câu mồi này trước đi. Hả? Anh thả ra đó hả? Ờ, nó bơi hồi nóng quá bơi vô. Con cá này khoái ăn con này, cũng biết giải thích sao nữa. Em cũng không biết sao nó thích mấy con này luôn á. Nè, cần bên đây ăn. Ô. Ăn quá. Chút chiêu chiêu luôn. Sủi tâm luôn kìa. Sủi tâm kia các bạn. Nè các bạn. Diều vậy là cảm giác khoái nhất đó trời. Cá hồi này chỉ được bắt bằng tay thôi nha các bạn, không được dùng vợt. Kéo lên luôn. Đâu biết đâu, hồ người ta quy định thì em đâu biết đâu. Đâu các bạn, bắt bằng tay không à. Rồi, lụm lúa. Hay quá anh ơi. Sáng giờ mình cũng đừng con. Này, cầu tiếp đi. Đang móc mồi, em đang móc mồi mà. Bên kia dính cá nữa các bạn. Không cần luôn. Đánh hết à. Công vọng cần luôn. Con này bự ạ. Nghe phao mình nó quẩy nè. Lên. Các bạn ăn nè. Ăn nè, ăn nè anh Tùng. Ăn nè. Chạy nữa đi. Đang sâu vô. Cho nuốt luôn. Một là rupi, hai là cái chê. Ăn nãy giờ đó. Ôi giời. Nó lại đùa em rồi đây. Ăn nữa nè. Chạy nữa kìa. Quốc không? Lên quốc không? Đợi đủ. Quá dữ rồi. Hèn chi em thấy nó chạy. Thấy ghê không? Anh Tùng hồi nãy kêu dính cá rô, anh Tùng cũng lấy mà. Nè. Anh tao từ thử đi, em biết rồi. Quá nhỏ luôn. Ui. Cái gì? Dính cá vậy các bạn. Vô. Ăn nồng nọc đó. Ăn nồng nọc luôn.
Cái quốc kể cần luôn. Em nó không gãy khúc đọt mà nó gãy khúc dưới, nó ghê không Tùng. Không, để em cầm cho, để em dìu cho, bỏ tay. Con này nó bằng mà con đầu tiên á. Im. Con thứ ba nha các bạn. Ừ, gãy cái cần luôn này. Không sao. Ui, dính chắc vậy sao ra? Không ra là đúng. Gãy cho cố vô. Các bạn, ba con rồi nha. Ba con. Bây giờ mình câu được ba con nè các bạn. Con này bự nhất nè. Tầm 2 kg. Con này làm gãy cần. Con cảnh hồ nè. Hồ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cá ăn đều. Cá ụt móng quá trời luôn các bạn. Chó đẹp ghê. Tên gì con? Đúng rồi. Quỷ này mới câu có 2 tiếng mà nó quen mình rồi. Chắc tao bắt mày về nuôi quá. Hả? Đi đứt kia. Ừ. À, chỉ nó lần nó biết rồi nè. Đi lên. Cưng ghê. Đi đứt đây. Biết luôn. Hơi thiệt hại một tí nha các bạn. Gãy cần. Không sao, gỡ cái lóng này ra đánh tiếp. Rồi đằng kia dính nữa các bạn. Im luôn. Đánh này xong tin. Anh ngày sáng đánh nó ăn có trời được mà không được lên thôi. Đánh lên thêm con nữa các bạn. Êm nha. Rồi, chưa bắt được, chạy tiếp. Hồi này cá lên đều ghê ha anh Hùng. Hết người này tới người kia lên. Từ từ cháu nó cũng dừ. Rồi, con này bự hơn con nãy. Chắc chú tính thả rồi.
Cần em cũng đang ăn nha anh Tùng. Kích từ từ quay cho các bạn coi pha này nữa, quá đã luôn, công dòng cần luôn. Lên đi anh ơi, anh nhầy quá. Kéo hoài vào mình này. Từ từ này lên cá này. Mình mới xảy nữa vừa nấu bạn cuối hồ lên cá này. Anh này nãy giờ được 2 con rồi. Kéo hoàng không vô. Tiểu Cường à, con này nhầy nãy giờ với mình đây đi đứt ạ. Ừ, ta đang quay phim mà. Ủa chảy rồi hay sao? Anh chảy mặt bù hiu nữa bạn, mặt bù hiu luôn rồi. Cần mình đây, phao đây nè bạn. Bây giờ mình được 4 con. À không phải sảy, con cá nó lủi xuống sình nè bạn. Cái chê này nó cắm đầu xuống dưới sình nữa. Này không có lên. Nó dính câu nhưng mà nó lủi được xuống dưới sình nữa. Ú, con này chắc bự á. Cá nó quận ngay phao mình luôn nữa bà. Cá quá trời bự rồi. Cũng đâu có bự đâu. Quá cảm giác luôn nha các bạn. Cá ăn thì mình đánh tiếp nha các bạn. Như phao hơi ngắn. Đúng rồi. Tiếp tục. Cái cần gãy đẻo đẻo rồi mà vẫn có cá. Giờ cá ăn tiếp nha các bạn. Dính nữa nha các bạn. Ui chà. Con này chạy dữ.
không đi về mà còn dính con nữa. Ú, con nó vừa ạ. Lên. Ê, nhỏ. Tuyệt vời nhé các bạn. Một con nữa. Vô đây con. Đi dưới trên. Các bạn. Cho nó vô đi. Chút xíu à. Tuyệt vời. Con thứ 5. Nay mình câu về là nhiều nhất hồ rồi. Dạ được rồi. Buồn. Ây. Bỏ đây đi. Buồn cái là gãy cái cần thôi. Con này tầm ký à. Hả? Rồi anh em mình kết thúc buổi câu ở đây nha các bạn. Nay mình câu được 5 con. Một con bị sốc. Các bạn. 1, 2, 3, 4. Và có bộ bự không là chai nước à. Rồi. Hy vọng mọi người thích video của anh em mình nha. Nhớ ủng hộ anh em mình một like và một subscribe nha. Để anh em mình có động lực ra những clip tiếp theo. Giờ mình đi cân cá đó. Cân cá trả lại buộc tiền giờ. Rồi chào mọi người nha. Lên cá nữa nha anh em. Còn con thứ tư nè, cần gãy này. Cầu thung này. Con này nó mắng rồi kìa. Con chui đi. Ê, bự nha. Mắng hả trời ông nội. Ê, mắng mang. Mắng rồi. Cái mắng quay. Mắng nghĩ quay. Tôi đang quay rớt cái điện thoại nghe vui. Đừng luôn quay gần lại cho em đi. Con này máng nó thả nha các bạn. Không có lấy nha. Sao thả? Nó bị máng chứ nó không ăn miệng. Thả. Vô con. Nó bị lì quá. Quay đây nè. Hồ không tôi lấy hả? À bắn. Ướ điện thoại luôn. Úi giời. Máng nha mày. Máng ngay cái bay luôn. Nè. Hoài luôn. Nhớ dữ rồi.